là xinh đẹp, vui nhộn, năng động, nhiệt huyết, năng động với hề hước, đẹp, đẹp quá trời, đẹp thiệt sự luôn á. Tốt đi. Nhất lầy, nhiệt huyết và làm việc nhất năng động. Nhiệt huyết, năng động, hài hước. Nhiệt huyết, năng động và vui vẻ. Xiên, sung và sàm. Đậm đen, dễ mến và rất là dễ thương. Xinh đẹp, năng động, điên rồ. Má chua quá. Trẻ trung, sôi động và đầy nhiệt huyết. Chị em phụ nữ ở BCM thì rất là nhiệt tình và cần cù, và nói chung là rất là xinh đẹp. Unfashionable. Rất là chăm chỉ, rất là hòa đồng. Thật sự là anh không tưởng tượng được, nếu mà thật sự không ở các chị em phụ nữ thì thật sự là chán, vì công ty toàn nam, với rất là nhiều nam rồi. Thì có thể là không có ai để chọc ghẹo nữa. Ui, cái này căng lắm, chắc để anh Thanh Thắng trả lời đi. Nếu thiếu đi hình bóng của chị em phụ nữ thì chúng ta sẽ đói hết. Không còn ai để chọc ghẹo, chán mà xung quanh toàn nam. Hãy thử tưởng tượng nếu như thế giới dệt vong thiếu đi một nửa thì thực sự là không thể tưởng tượng được, giống như cá thiếu nước vậy đó. Không thể nào tưởng tượng được có một ngày nào mà nếu thiếu vắng hình bóng của các chị em phụ nữ Phong Cái Mọc, thật sự là không thể tưởng tượng được. Những ngày đó chắc chắn là sẽ là những ngày rất là ảm đạm. Thứ nhất là ở đây rất là sẽ là không được sạch sẽ. Một điều nữa là rất là khô khan và không còn tiếng cười ở văn phòng BCM nhiều. Trong một môi trường thì nếu như thiếu phụ nữ thì không được vui, và nói chung là phải có nam nữ để mình hòa đồng với nhau, nó sẽ tạo nên một không khí vui vẻ hơn trong khi làm việc. Nếu mà mình không có bạn nữ ở BCM thì các nghĩ mình rất là buồn, thiếu mất một 50% công lực để làm việc, coi như là sẽ mất đi một nửa sức mạnh, một nửa nhiệt huyết. Thì nếu như mà BCM của mình mà thiếu phụ nữ thì nó cảm thấy cuộc sống rất là đơn điệu, giống như mà ngày thiếu đêm vậy đó. Công ty sẽ phá sản bởi vì không ai tới làm, các bạn nam sẽ không tới làm nữa, hậu quả rất là nghiêm trọng, nên rất cần mấy bạn nữ. Thì chúc các chị em BCM có một ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ, hạnh phúc, có thật là nhiều kỷ niệm đẹp bên gia đình và người thân, và thật nhiều niềm vui bên gia đình BCM. Chúc chị em phụ nữ BCM ngày càng xinh đẹp, năng động hơn. Rồi hết rồi. Mình gửi lời chúc tới các chị em tại BCM là luôn vui tươi mỗi ngày đi làm, luôn giữ được năng lượng tích cực. Chúc chị em phụ nữ ngày 20 tháng 10 vui vẻ, xinh đẹp, may mắn, hạnh phúc. Yeah. Nhân ngày 20 thì 20 tháng 10 anh xin chúc tất cả các bạn nữ của BCM có một cái sức khỏe luôn dồi dào và giữ được cái tinh thần, giữ được cái lửa và may mắn, luôn xinh đẹp và thuận lợi trong cuộc sống. Cuối cùng tôi xin gửi lời chúc đến các chị em phụ nữ có một ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ, trọn vẹn bên đồng nghiệp, bên gia đình và bên bạn bè. Chúc chị em phụ nữ của BCM, người có gia đình thì vui vẻ bên gia đình, người có người yêu thì vui vẻ bên người yêu, và người không có người yêu, chưa có gia đình thì vui vẻ bên các anh chị bên Phong Cách Mộc. Nhân ngày 20 tháng 10 thì mình chúc các bạn nữ luôn luôn mãi xinh đẹp, luôn vui tươi, và lúc nào cũng có đạt được cái điều mình mong muốn. Chúc cho chị em phụ nữ luôn luôn trẻ trung, sôi động và nhiều điều bất ngờ trong cuộc sống. Nhân dịp 20 tháng 10 thì mình cũng chúc cho tất cả các chị em phụ nữ trên đất nước Việt Nam này nói chung, và tất cả các chị em phụ nữ trong tập thể BCM này nói riêng, luôn luôn
tràn đầy năng lượng, hạnh phúc, sức khỏe. Chúc chị em luôn luôn xinh đẹp và thực sự đúng đẹp trong lòng và tầm mắt của người đàn ông. Nhân ngày 20 tháng 10, chúc hội chị em phụ nữ ở Phong Cách Mộc luôn luôn xinh xắn, tươi tắn và gặp nhiều điều may mắn. Chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với chị em. Các cô gái Phong Cách Mộc ngày càng xinh đẹp và có gia đình. Chúc các cô gái xinh đẹp và trong tâm trong cuộc sống. Nhân ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam thì anh gửi lời chúc đến các bạn nữ ở BCM và toàn thể các bạn nữ ở Việt Nam, các từ em gái đến bà mẹ thì chúc mọi người có một ngày 20 tháng 10 thật nhiều niềm vui, ý nghĩa bên gia đình, người thân hoặc là đồng nghiệp.